Thank you.
juga yang menonton itu tertidur di sini karena tidak dapat kami punggung dan juga evakuasi ini kau pun mencangkang dan pegangan. Wah, musik musik betul itu musik yang tak diucap hanya dari musik kicuk yang kata kong dan loh wah kuat kuat kui. Sama mới từ một vùng xuân tròn vẹn như ý và hạnh phúc. Xin được cảm ơn những lời phát biểu của vị chủ môn họ nhà Trang Tân Lý Sư Lê. Vì địa chỉ họ nhà cao nhất đặt đồ của quốc gia cũng sẽ rõ những lời cách từ. Xin được trân trọng những mời chào. Kính thưa các chủ, các ông, các bà, các con, cô bác, bạn bè, thân hữu, sáu vị, quan viên hai họ. Tôi tên là Điền, là chồng của cô dâu, là Điền cho gia đình đàn gái. Đầu tiên, xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, lời chân thành cảm ơn và lời chào chân thành nhất đến tất cả quý vị hôm nay. Kính thưa quý vị, hai cháu Thu Hiền và Tiết Kính quá thời gian tìm hiểu, quen nhau, yêu nhau, gặp nhau và cho đến hôm nay là thời điểm thích hợp để hai cháu nên duyên vợ chồng và vui vẻ cho mái ấm của mình. Ngày hôm nay là ngày lành đáng tốt. Hai gia đình chúng tôi nhất trí tổ chức hôn lễ cho hai cháu để hai cháu chính thức trở thành vợ chồng. Lát nữa đây hôm nay xin kính mời tất cả quý vị cùng nhân viên chúc sức khỏe hạnh phúc cho hai cháu và chúc cho hai cháu là trăm năm hạnh phúc lạc long đầu bạc. Trước thềm năm mới kính chúc quý vị có một năm mới sức khỏe an khang thịnh vượng. Mặc dù có nhiều cố gắng, tuy nhiên trong phần nghi thức tổ chức và tiếp đón chúng tôi cũng cảm thấy có nhiều phần thiếu sót, cũng mong quý vị mở lòng thông cảm và tha thứ. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn trung tâm tổ chức hội nghị tiệc cưới vật lý, bộ phận phục vụ, ban nhạc, trân trọng cảm ơn khi bà con mua bán quan viên hai họ đã bất chút thời giờ quý báu của mình để tham dự tiệc cưới hôm nay. Xin kính chúc quý vị có một buổi tiệc vui và có việc trân trọng kính chào. Xin được cảm ơn những lời phát biểu cũng như những lời chúc tốt đẹp mà người nhìn họ nhà ga đã gửi đến cho gia đình quý vị có mặt trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Xin được cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, và từ đây chúng ta cùng nhau bước vào những nghi thức của buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Đầu tiên là nghi thức cắt bánh cưới và nghi thức thay đổi số phận. Xin được mời hai bạn Vinh Tính và Thu Huyền chúng ta cùng di chuyển đến tháp bánh và hãy cùng nhau tay trong tay các chiếc bánh cưới ngọt ngào cho ngày lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin được mời hai bạn. Có tan bằng đường nhớ về ngày kia ta có nhau mỗi sáng bằng đường thói quen người cho anh sao yêu thương một năm nha giờ sợ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đậm nhớ mỗi em chia tay như thế nào. Xin mời các bạn cùng di chuyển đến thắp lên ngôi nhà và hãy cùng nhau xuất hiện trong sự vọng hạnh phúc và xoan kể từ ngày hôm nay hai bạn Viết Tính và Thu Huyền sẽ chính thức nên vợ thành chồng. Thưa quý vị, và
để có được ngày vui, ngày hạnh phúc trọn vẹn như hôm nay. Chúng ta không thể không nhắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục của các bậc cha mẹ hai bên. Và để tỏ lòng nhớ kính về các kính mời hai bạn Viết Tính và Thu Hiền, chúng ta cùng dâng những ly rượu đầu tiên đến các đấng sinh thành của mình. Đầu tiên xin mời những chiếc rượu đến cho họ nhà trai. I'm not afraid to die.
sáng không, sao nhìn đi nó nắng như vậy. Vậy nó nắng khó chịu. Tăng trong như cái bóng mình.